Chào. Mình là Bùi Quang Cường. Có rất nhiều bạn hỏi mình là có cách nào để có thể thống kê trên Google Analytics những cái khách hàng truy cập vào một cái đường link trang web nào cụ thể trên trang của mình không? Thì câu trả lời là có. Thì cách làm như sau. Ví dụ như đây là cái Google Analytics của các bạn này. Các bạn tìm vào cái phần behavior. Rồi sau chúng ta kích vào cái phần đây. Overview. Và các bạn kéo xuống. Thì đây là những cái page, những cái đường link page, những cái đường link trang con mà khách hàng của bạn truy cập. Thì các bạn nhìn ở đây, nếu mà nó không hết thì các bạn đây xem bản báo cáo đầy đủ. Và khi mà xem bản báo cáo đầy đủ này, ví dụ đây là có 105 cái đường link như này, thì chúng ta có thể nhìn ra được là vậy thì cái đường đường link cái trang con nào chúng ta muốn kiểm tra. Ví dụ như là cái đường link về Hàn Quốc thì chẳng hạn. Các bạn click vào đây. Và khi click vào đây thì nó hiện ra là cái trang Hàn Quốc này có page view là tương đây này, unique page view này, thời gian trung bình này, nâng cao này, bounce rate này, exit này, value gì gì đấy. Thì đây là những thông tin cơ bản. Nếu các bạn muốn nhìn kỹ hơn những cái thông tin này thì các bạn có thể là thêm những cái phân đoạn mới. Đây, hoặc là chúng ta làm kỹ hơn những cái những cái người đã truy cập website chúng ta. Ví dụ như đầu tiên là để là đây là tất cả những người truy cập. Nếu chúng ta muốn tìm thêm là chỉ số nào thì chúng ta có thể thêm ở đây. Đấy, ví dụ như là bao nhiêu người đã chuyển đổi, bao nhiêu người là direct traffic gì gì đấy. Ví dụ, apply. Đây. Thì nó cho chúng ta thấy là ở trong cái này, trong cái tất cả những người truy cập vào cái trang có chữ Hàn Quốc này thì có 28 người chuyển đổi. Rồi là direct traffic là có 3 người. Đấy, thời gian trung bình từng cái đây. Thì các bạn muốn tìm thêm cái gì thì các bạn kích vào đây và chúng ta thêm phân đoạn. Đấy là xong. Còn không thì chúng ta lại remove đi. Đó. Remove. Ngoài ra chúng ta muốn thêm xem thêm những cái thông tin gì thì chúng ta cứ thêm phân đoạn ở đây. Đấy. Thêm phân đoạn ở đây lập tức là nó sẽ hiển thị ra tất cả những cái gì mà chúng ta cần. Rồi rất là chi tiết, tại vì rất nhiều bạn muốn cần những cái báo cáo chi tiết về một cái trang cụ thể chứ không cần báo cáo về cả cái website của các bạn. Xin chào, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.